Xin chào quý khán giả của FPT Play và chúng ta cùng đến với top 10 mà trình diễn trong ngày thi đấu hôm nay. Ở vị trí thứ 10, Theo Princeton đã nỗ lực tiến vào, nhưng đó là một tình huống phòng ngự tuyệt vời đến từ Amperen Sengun. Ở vị trí thứ 9, Tyrese Haliburton no look pass và cơ hội đã được tận dụng thành công đến từ Mike Turner. Mọi thứ quá đơn giản với số 33 sau đường kiến tạo của Haliburton. Gary Payton để tam, đây là pha gieo bóng tuyệt vời để cho Sheldon Sharp thực hiện qua layup sức bật quá tốt của rookie. Bên phía Blazer, ở vị trí thứ 7, Nikola Jokic tình huống giữa xoay vào trong và pha kiến tạo over the head. Người tận dụng được cơ hội là Aaron Golden. Lần nữa chúng ta thấy được khả năng kiến tạo quá hay của Jokic ở vị trí thứ 6. Kyrie Irving, Utah Watanabe. Cú ném trung bình không thành công, nhưng đây là putback dunk của Kyrie Irving. Một cầu thủ không nổi tiếng với những cú dunk, nhưng vừa thực hiện một cú đổ quá ấn tượng ở vị trí thứ 5. Đây là Thomas Bryant. Cú úp đổ hai tay tận dụng rất tốt cơ hội thứ hai dành cho Los Angeles Lakers. Ở vị trí thứ 4, LeBron James. Đó là một pha bóng phối hợp tuyệt vời với Dennis Schroeder. Và chúng ta một lần nữa thấy được khả năng trình diễn tuyệt vời của LeBron James, dù đây là một trận đấu chính thức. Ở vị trí thứ 3, Bam Adebayo. Có tình huống putback dunk, tình huống rất mạnh mẽ của số 13 ngay trên đầu của Batum. Ở vị trí thứ 2, Donovan Mitchell. Cú ném phạt không thành công, nhưng sau đó là một pha bóng chủ động để bắt cơ hội thứ hai và ghi điểm số cực kỳ quan trọng để cân bằng tỷ số trận đấu cho Cavaliers ở vị trí đầu tiên. Clay Thompson không thành công, nhưng đó là hai cơ hội tiếp theo được tận dụng bởi Kevin Looney. Game winner số 5 dành cho Golden State Warriors, quá xứng đáng với vị trí đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.